Lại là em tiếp tục lên lán này. Ở đàn trâu này, ở trâu cái sừng nó đi xuống vòng dưới đây. Đây cái sừng nó mài mòn, nó mòn hết rồi đây. Đây, cái sừng đó. Có mấy con đang tắm bùn này, đang tắm bùn. Đây, như cả nhà thấy đi một đoạn dài thì hết đường bê tông cả nhà, như cái đường dốc thôi. Đây, nay mà trời mưa khó mà lên đủ. Đất mà là dốc nữa, mưa trơn không lên được, xấu cực kỳ luôn. Đây, nhà thấy hành trình lên lán cũng có phải dễ dàng gì đâu cả nhà. Đường xấu, sóc đi lại khó khăn, mặt này dốc kinh khủng luôn. Vẫn chưa hết đồi cao su của nhà đấy, còn đi tiếp đây, sau đi một đoạn thì cũng hết đồi cao su của nhà đấy. Đây, đi ra hết đồi cao su, đường bé tí bánh xe khi được. Đây bắt đầu hết đường cao su. Đây ra đây toàn núi và núi thôi cả nhà. Đây người thấy và em sẽ đi theo con đường mòn này. Đây dưới kia là cây đang có đàn trâu đang tắm bùn ở nhà đó, đó đàn trâu đang tắm bùn này, này hơi xa nên là hơi mờ, đó đàn trâu đang tắm bùn đó. Còn đây đi tiếp rồi. Đây, phải chạy theo cái đường mòn này. Mặt chúng ta đây có đàn dê này. Đó. Có đàn dê này. Này. Đó. Có đàn dê rất đẹp luôn. Đây. Đàn dê đang chạy trước. Dê ở trên này thì đoàn dê thả đồi như này thôi. Rất đẹp luôn. Nhưng ta thấy đó, có mấy con bé bé này. Đẹp không này? Đẹp cực kì. Đây. Đó. Này. Dê con này dê thả đổi như thế này thôi, toàn dê sạch. Đó. Đây, đi một đoạn dài đây. Thì bắt đầu em phải rẽ xuống, xuống dốc rồi. Đây toàn đồi núi và núi thôi. Đây toàn núi và núi này. Đấy, bây giờ thì em bắt đầu sẽ đi xuống, bắt đầu xuống dốc rồi. Sau một đoạn dài lên dốc thì bây giờ em bắt đầu đi xuống dốc, xuống hết dốc vào dưới
kia đến cái khe nước ở dưới kia thì là đến Nán em nhé. Đấy, hành trình đi xuống của em đây. Đây mà đường đường này toàn đường đất, đường mòn đất như này, đường bé tí này thôi. Mà mưa thì ít, mà ít khi mà đi được cái đường này. Mưa trơn trượt, không bao giờ mình đi xe vào được. Đi vào như này thì cũng rất là khó khăn nhé. Ai mà không đi quen đường này thì ít khi mà đi nổi. Đó, thấy cái đường sợ không? Đó, đường như thế này, xuống dưới kia còn dốc hơn nữa. Đó, toàn đường như thế này thôi. Đấy, về nhà thấy dốc kinh khủng không? Sợ không? Đường này mà mưa cái rồi không bao giờ đi được. Kể cả không mưa thì riêng mà ai mà không phải là không cứng tay, không quen, không tài nào đi được. Đấy, cái đường này sợ không? Đáng sợ. Đó. Quá khủng khiếp luôn. Đường dốc. Đây là đường mòn chứ không phải là đường xe. Đường mòn. Đó. Dốc kinh khủng luôn. Đi qua cái đồi rừng này. Đó. Mắt ngát bao đa. Những đoạn qua rất đáng sợ đây. Cái nhà thấy đấy. Sợ không? Đó. Chút qua nguồn nghèo luôn. Đây, cả nhà. Sau 7749 cái khúc qua nguồn nghèo và những đoạn dốc mà kinh khủng khiếp thì em cũng đã gần đến bến rồi. Đây, em xuống đến cái gần xuống đến lán rồi. Đó, như cả nhà thấy, đây là cái khe nước rồi. Đây, như trước mặt ta đây là khe nước. Đây là trước mặt chúng ta, đây là dê của nhà em nhé. Đó. Dê lợn này. Đây, cái lán của nhà em đây. Đây, dê lợn này. Đợi. Đang đón rồi. Đó. Này. Đây con lợn. Đây. Như trước mặt đây là chuồng dê này, bên này là chuồng gà, chỉ có mấy con gà con vịt thôi. Đây còn lán của nhà em này, còn đây mấy con dê đây, mấy con dê cũng đi tìm ăn cỏ cả ngày về rồi. Đây, đây no rồi thì vào trong chuồng này nằm nghỉ đây để nhai cỏ đây. Đó. Này. Đó. Không nhiều đâu, chỉ có mấy con thôi cả nhà. Đó.
đây như chúng ta thấy, bởi vì có mấy ngày mà em không đi trên lán mà đây có cái tổ gà đang ấp nở đây rồi. Đây em sẽ bắt, hơi tối nhỉ, ở trong này hơi tối. Đó. Gà to này. Ba ngày hôm nay là em không lên đây nên là họ rất đói. Đây con là lợn, con gà, con vịt chạy ra đây đón này, đón người đây. Ở nhà thấy chúng ta thấy đây có cầm một ít sắn. Yeah. Một ít sán lên để em cho lợn ăn nhé. Đây. Bây giờ em sẽ đổ sán xuống cho lợn ăn. Đây. Sán này. Yeah. Đây. Đây. Lợn đang ăn sắn này. Đây. Con lợn bé bé này cũng chưa biết ăn lắm mà cũng rất là háo nha. Đó. Mấy con lợn mẹ thì không phải nói rồi. Con vịt, con gà cũng đang rất là đói. Đây. Rồi chắc là phải cho ăn tầm độ 3 xô này cả nhà. Đây cám của em là cám gạo nhé. Mình sát gạo ra đây nhá. Chứ không phải là cám công nghiệp cả nhà. Đó. Em bỏ này vào xong em trộn đều lên để cho lợn ăn. Đói lắm rồi. Con lợn bé đói lắm rồi. Đây. Đang rất đói. Đây, em sẽ đổ thêm nước vào đây cho đầy xô đi để tí nữa em trộn. Đó. Và bây giờ thì em sẽ trộn đều lên, bóp trộn, bóp lên đều rồi xong thì đi đổ cho ăn. Đây, sau khi trộn, bóp, trộn đều lên thì em sẽ tiến hành em ra đổ vào máng cho con lợn ăn nhé. Đây.
này cho đàn bé nhất ăn này. Vừa nãy là cho mấy con lớn ăn rồi, bây giờ em tiếp tục em cho mấy con bé ăn. Đây thì cho ăn cám với lại bột sắn nhé, bột sắn. Đây. Cả mấy con vịt con gà cũng đói lắm rồi, phải ra ăn ké thôi, không thể tài nào đợi được. Tí nữa em cho lợn ăn xong thì em cho gà cho vịt ăn. Đó. Con nào con đấy cũng có vẻ no căng dần rồi đấy, cái bụng to hẳn ra đây. Em cho con gà con vịt ăn, thì em cho lợn ăn thì em bây giờ em cho gà vịt ăn. Đây là cho ăn sắn khô với lại trộn với cám nhé, nhà nhé, cám gạo nhé, cám thóc nhé. Đây là cám gạo mình sát gạo ra đấy. Đấy. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em xin dừng video tại đây nhé. Nếu thấy hay cho em xin một like nhé cả nhà nhé.